Hello Nick, em đi làm nhiêu đâu Việt Nam? Một chẳng hạn. Nhiêu đi nhiều ăn á. Nhiều ăn hơi á. Nhiều ăn mình mới ăn nhiêu sau kia sau một chuyện. Đây cái đại cái đại này. Đây khi thầm ăn mang sát thì làm so cục. Đây là cả đặc sản. Đấy á. Gò máu, thứ mấy tiền? Còn mất thì đủ rồi. Đủ rồi đấy. Gò máu mà chia sẵn thùng rồi. Hai nhót. Hai nhám chi. Anh nhâm vô à? Anh nhâm vô à? Anh đưa nước sọ hả? Để ăn có nước chanh à?